Sau khi kết thúc đợt lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên diện rộng trong 9 ngày theo chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, quận Bình Thủy cũng đã tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức sàng lọc trên diện rộng đợt 2 đối với tất cả người dân trên địa bàn nhằm truy vết bóc tách, không để sót F0 trong cộng đồng, sớm đưa quận trở lại trạng thái bình thường mới. Đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 này được các phường trên địa bàn quận Bình Thủy triển khai từ ngày 19 tháng 8 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuyệt đối không để sót hộ dân nào. Có hai phường là An Thới và Trà Nóc sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm toàn dân trên địa bàn phường. Chúng tôi cũng chia ra trên địa bàn phường là có 5 khu vực, thành lập là 10 tổ. Mỗi một khu vực là 2 tổ thì chúng tôi tập trung là lấy buổi sáng là từ 7 giờ 30 đến 11 giờ và chiều là từ 2 giờ đến 17 giờ thì chúng tôi tập trung cho các cái địa bàn trọng điểm. Là chúng tôi sẽ tách ra những cái địa bàn có phong tỏa thì chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ riêng để mà lấy trong các cái địa bàn phong tỏa. Và đối với những cái địa bàn ở ngoài thuộc cộng đồng thì chúng tôi sẽ có một cái tổ riêng để đảm bảo cái vấn đề trong cái công tác phòng chống dịch. Toàn quận Bình Thủy có 38.000 hộ với khoảng 142.000 nhân khẩu. Trong đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8, quận đã thực hiện lấy mẫu đạt 100% số hộ dân trên địa bàn. Qua đó đã tầm soát và phát hiện 130 ca F0. Đợt lấy mẫu trên diện rộng lần thứ hai này, những khu vực vùng xanh chọn lấy mẫu ngẫu nhiên 2 người trong hộ gia đình. Đối với khu vực vùng đỏ, khu cách ly, khu phong tỏa, thực hiện lấy mẫu từng thành viên trong hộ gia đình. Đối với quận Bình Thủy chúng tôi thì vẫn còn là rất là nhiều những cái khu vực, những cái phường có cái nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Do đó thì ban chỉ đạo của quận quyết định là thực hiện tiếp tục đối với lại cái lấy mẫu toàn dân ở trên địa bàn bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8. Thì ngày 19 là chúng tôi bắt đầu ra quân thì xác định được cái tính nguy cơ thì chúng tôi chọn là phường An Thới và phường Trà Nóc là hai phường là lấy mẫu toàn dân để tầm soát là trong cộng đồng để là chọn lọc ra F0 để đưa đi cách ly và điều trị kịp thời. Còn riêng đối với 6 phường còn lại thì chúng tôi cũng xác định từng khu vực nào là khu vực là vùng đỏ là có nguy cơ rất cao và vùng cam đó là nguy cơ cao để cũng cho lấy mẫu là toàn dân. Còn những cái khu vực còn lại thì chúng tôi là chọn ngẫu nhiên là 2 người trong một hộ để thực hiện là cái lấy mẫu cộng đồng. Ban chỉ đạo phường đã triển khai lấy mẫu trên diện rộng trên toàn địa bàn phường. Thì mà tổng số trên hộ trên địa bàn cần lấy là khoảng 4.925 hộ, thì lấy mẫu đại diện một gia đình là 2 khẩu, thì lấy trong 3 đợt, đợt thứ nhất là ngày 19, đợt hai là ngày 22 và đợt thứ ba là ngày 25 tháng 8. Để thực hiện chiến dịch lấy mẫu đúng theo kế hoạch đề ra, quận Bình Thủy tổ chức 48 đội lấy mẫu với số lượng tối thiểu 6 thành viên một đội. Dự kiến Bình Thủy sẽ kết thúc chiến dịch sàng lọc đợt 2 này trong thời gian 7 ngày. Tùy theo tình hình thực tế, địa phương sẽ xem xét việc thực hiện lấy mẫu đối với từng khu vực với mong muốn sớm thu hẹp vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, mở rộng vùng xanh, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng chống dịch trên địa bàn quận trong thời gian sớm nhất có thể.